Bây giờ Lê Tâm và các bạn sẽ cùng nhau đi đến máy ấm, mà gọi là máy ấm cỏ, ở nằm ở Củ Chi, nằm trên đường Võ Văn Bích. Này là mình chạy đường Lê Văn Khương lên nè các bạn. Xong bắt đầu cái mình quẹo đi đường Võ Văn Bích, xong mình qua đúng 1200m đã thấy cái chùa bên trái, chạy lên khoảng chừng 100m nữa bên tay phải đây có một cây cầu bắt qua. Bức tường này mới xây đây nè. Nếu mình dẫn thẳng vào cuối đường có cửa thì mình bấm chuông mình đi vô thôi. Đây nè, bây giờ để chỉ cho các bạn và quý vị biết là đường vô cái máy ấm cỏ. Đây là bắt đầu lên tới vô tới cửa nè. Cửa này thì thường thường là đóng tại vì sẽ có ô tô vô thì ta sẽ mở ra. Đường nhỏ này đất thì là của chủ đất khác, nó cho mình ở. Cái cô này cũng làm từ thiện, có cho ở. Trong cái dây bầu đầu tiên bọc lên để cung cấp cho máy ấm. Hôm nay mình đến máy ấm cỏ. Rồi ở đây là cái khuôn viên để mình quay cho các bạn biết, cho mọi người cũng như chia sẻ. Để vào đây thì mấy em cỏ nhìn rất là đơn sơ, thì giống như các căn nhà ở thôi, ở đây biết lắm. Đây hôm nay mình cũng có một chút quà thôi chứ không có nhiều. Cái anh này anh rất là lực sĩ, rất là mạnh, anh vinh bao gạo thấy cũng nhẹ nhàng. Đây là cái công viên mình trồng chuối à. Cũng chắc cũng cỡ 200 cây rồi chứ không có nhiều. Rồi ở đây xây chơi chuẩn bị xây gì à, mình lên cái máy xong rồi làm cái lớp để đứng mẹ đứng đó. Thấy đường sâu quá à, tại mình chưa có làm máy, phải làm máy hình tam giác chỉa lên rồi bắt đầu. Rất là hợp giá, rất đơn sơ. Anh đây là cái diễn viên hài của đây. À, cười đi. Đói nồi cũng cười. Anh xây của đây nè, cho tháng sáng xíu rồi. Đây là chú Long đang chiên gà. Thì mình chỉ có mua dùng để gà nó cho tất cả mọi người đi ăn. Đó, bếp củi đơn sơ. Cái lông là cái này mà chiên gà là chết luôn. Người năng nổ nữa ở đây. Thấy đến là cứ ra phụ không, bỏ gian dở việc xong rồi đi ra. Tin nó vô làm tiếp. Bây giờ nó khỏe, đâu có ai ôm đâu. Ở đây là coi như là không ai có sức hả cô? Mình này là cái thầy đây nè. Chưa thì cũng đang nghỉ trưa. Rau củ nè. Cũng không có nhiều lắm, thấy vậy chứ có vài ký à. Cái máy ấm cỏ này rất là hoang sơ, rất là tồi tàn, chắp vá thôi. Mấy cụ nghỉ trưa đây, mấy lá vẫn nóng tại vì xung quanh là tôn. Tiếp đây khắc nghiệt tại vì cái hoàn cảnh vật chất thì nó không có đủ. Đây cái toilet, cái nhà vệ sinh chung nhìn rất tạm bợ, chỉ có tháo thả cái màn xuống, cửa cũng nhỏ nè, cũng cả cái cổ mình nè, không cao hơn cái đầu. Đó là bên kia một dải nè, cũng xây tạm bợ thôi, mấy lá không. Ở đây thì có 20 mấy cụ và chung cùng trẻ em, mấy người thanh niên. Ít người biết đến là ở đây thầy ở đây cũng không có gắn cái bảng ở ngoài đầu đường. Mình muốn thì mình cứ coi ở dưới cái định vị mình mới biết đường đến.
nằm trên vỏ đường nhỏ nhân bích luôn. Bây giờ là ông đầu cái đi ăn súp nè, mấy con mình cho súp ăn. Mấy lá không, mấy lá đằng sau. Ở đây dọn qua đây cũng khoảng 5 năm rồi nhưng mà tao vẫn thói quen gọi đây là cái mấy ấm cỏ, tại vì lúc trước nằm bên cái khu kia, cái khu bên đôi bên bên hàng rào bên bên cái chỗ kia nó có cái xung quanh cỏ mà tao gọi tới tới bây giờ luôn chứ không có tên mấy ấm gì hết nha các bạn. Mấy ấm cỏ này đã có từ rất lâu và ít người biết đến, nhưng vẫn đang còn ở tạm trên một mảnh đất của Mạnh Thường Quân cho ở. Wow, cái mít này quá tuyệt vời, trái mà chùm chùm từ gốc tới ngọn. À, mấy ấm này nằm ở giữa một cái gọi là xung quanh toàn là ruộng với đất hoang, thì cái chỗ này vẫn đang ở tạm. Thì mọi người có ai biết muốn biết đến tìm đến thì